Kinh Phong Nam Rừng Bonsalet chào anh em nhé. Hôm nay thì lại buổi sáng rảnh rỗi, mình lại làm một cái clip ngắn để chia sẻ với anh em thăm vườn lan của mình, xem là mưa bão xem là nó có úng thối gì không, nó ra sao, thể trạng nó ra sao nhé. Thực ra thì mưa bão quả nhân là nguy hiểm. Vườn của mình thì nó chỉ có tầm độ hơn 40 giò thôi các loại, còn phi điệp thì nó có khoảng độ gần 20 giọ bé bé làm giống, mua làm giống mà. Thì mới làm thì chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà thấy anh em chia sẻ trên mạng nhà mà mưa gió này thối rất nhiều, mình cũng quay thăm cho anh em thăm vườn lan của mình. Thì đấy thì về cái vấn đề cho nó có mục thối không, lấm bệnh hay không ấy. Thì vườn lan của mình thì mình xem qua rồi thì mình cũng thấy là nó cũng mình cũng có phun phòng hôm trước mưa bão ấy, cũng phun một mua một chút gói thuốc lấm nhá, thuốc lấm bệnh nhá, phòng lấm bệnh của cây trồng như lúa má màu mè ấy, ở ngoài hiệu thuốc vật tư thuốc cây trồng nông nghiệp ấy, ở ngay đầu làng ấy họ bán một cái gói, cũng không phải là chuyên để phun cho lan, nhưng mình về cứ liều mình phun mấy lần rồi, mình phun mấy lần rồi, nhưng hôm vừa rồi lại phun sắp mưa bão mình lại phun lại một lần nữa thì thấy nó cũng lan nó vẫn phát triển được, không ảnh hưởng gì đến thân lá dễ cả, nhưng mà pha với tỷ lệ là rất nhỏ thôi, các bạn chỉ pha đục đục như sữa hòa loãng thôi nhé, đừng có pha đặc, cứ áng chừng 1 lít thì mình cho ít ít thôi, xong mình cho vào, nếu mình cũng đong nó chỉ cần một lít thì nó chỉ khoảng 1/4 cái thìa cà phê nhỏ cho trẻ sơ sinh thôi, cà phê sữa ấy, cho trẻ sơ sinh thôi 1/4 nhé, cho ít thôi, còn không mình nhìn mắt thường các bạn cứ hòa lóng loãng ra như sữa loãng ấy là được. Cây thì thể trạng bây giờ nó cũng vẫn thấy lớn, nhưng mà vẫn bị đây các bạn, nó bị không đáng kể, mặc dù mình phun nhưng mà nó cũng vẫn bị đây ví dụ như cây này là hiện tượng là bị rồi, chắc chắn là hỏng rồi, mà cây này là dễ gốc trồng rất chia thoáng nhá, cao nhá, ở cái kia này đấy các bạn nhìn thâm thâm đấy, đây cái đốt thâm thâm này ở cái gốc này đấy, hôm qua mình cũng lại hòa thêm một tí đặc đặc, mình bôi đúng vào những chỗ đấy thôi, nhưng mà chắc không cứu được rồi. Và có một cái mầm nữa, cái mầm này thì bây giờ nó đang khoảng cỡ tầm 3 phân 3 cm này, thì có biểu hiện là hỏng rồi. Hôm qua mình thấy một cái mầm nó tầm độ 1 cm vừa lên ở cái kỳ mới ươm cũng bị hỏng. Đấy, cho nên là anh em mà dù có bị thì cũng thôi, cũng không làm nào, đừng có lo lắng. Vì mình thấy những anh em có những vườn rất lớn mà nói là cũng không thể cứu được. Đấy, nó vẫn cứ phải thuận theo cái ý của trời đấy. Mặc dù ta có thể phòng nhưng mà nó hạn chế được thôi, chứ còn nói về tuyệt đối thì chắc là khó lắm. Cho nên là anh em mặc dù đầu tư, nếu mà anh em mới tập chơi mà vừa đầu tư ít và nó có thất thoát sót ruột đấy thì cũng thôi cũng cho nó bỏ qua đấy. Đây những cây này thì rất ổn đấy, cái số thân già này mình tách ra này, dòng giờ nó lên thế này này đấy. Thì cho nên là không có vấn đề gì cả, nó mất dù sao nó vẫn cứ phải mất mát, làm cái gì nó cũng vậy mà, chứ không có cái gì là tuyệt đối. Đặc biệt là những cái thú chơi thì nó thường hay là sinh ra tốn kém, cái này như thế thì là rất chi là nhỏ.
theo như mình cảm nhận thấy là nó không đáng là gì cả. Thì đấy, tình hình mưa bão là nó cũng thất thoát hết mất của gia đình một chút như thế. Thì đây hai cái kia mai siêu bây giờ nó lên được thế này đây. À để giới thiệu với các bạn các cái kỳ mà Văn Giang, ám Văn Giang này, hôm nó lên hai cái hoa, cái lụ hoa ở ở đây nhé. Đấy. Thì nó không lên được nữa mà nó teo đi. Đấy, thì bây giờ nó lên một cái kỳ đây. Đấy nó lên một cái kỳ đây. Đấy các bạn nhìn đấy. Đấy. Thì cũng lâu ghê, nếu mà kể như là nó mà lên kỳ từ cái lúc lên hoa giờ cũng tốt rồi đấy, nhưng mà cũng dài đấy, nhưng mà giờ nó mới đầu mới lại thò ra. Kỳ vẫn tươi nguyên nhé, vì mình đã bôi keo rất cẩn thận lại hai lần cho nên là kỳ không ảnh hưởng gì hết, mình để rất chi là khô thoáng. Đây nếu mưa ấy, thì là mình đậy nhỏ đậy vào không sách vào trong hiên nhà mà không có mưa ấy. Tất cả như hôm qua mưa bão bắt đầu chuẩn bị có mưa bão cái là mình phải sách hết vào trong nhà đấy, sách hết vào trong hiên nhà treo đấy. Đây hai cái kỳ, mấy cái kỳ mít Phú Thọ này cũng bắt đầu đang lên rồi, lên thêm được mấy cái rồi nhưng có hai cái nhìn rõ rồi. Cũng đang lẩy mầm hết rồi, chứ mình không nên để ngoài mưa gió những cái cây yếu như thế này. Tất cả những cây nào yếu là phải đưa hết vào trong chỗ không có mưa, bởi vì không gặp nước mưa nó sót mà nó không lên được đâu. Còn đây là một cái cây kiki mình mới mua hàng ám, nhưng mà nó hôm nó về nó bị sâu bệnh mất mấy lá thì mình cắt nó đi mất một tí, thì bây giờ nó cũng tạm thời vẫn nhìn thấy nó ổn đấy, nhưng không biết nó có phát triển được không. Đấy, thì tình hình mưa bão thì nó kiểu gì thì nó vẫn cứ phải thất thoát chứ không thể tránh khỏi. Kỳ cũng đang lên rất là khá, mình nhìn nó tóm lại là chỉ thất thoát mất hai cái kỳ thôi, không có gì cả. Đó. Thăm một số lan hàng bóc rừng mua cân nhé. Đây là một số đây là cánh cây thập hoa, bữa trước là hoa ác lắm, nhưng mà cái hoa này quay lên nó không rõ cho nên mình nó hoa nó bé, nó rất sai nhưng mà hoa nó bé mình không mới bận không quay được. Đây là một số những cái dè hạc vĩ thiên cung lên khá là ổn này. Nó cũng bị nhưng mà nó cũng mình phun đây, các bạn nhìn thấy trên lá này nhé, những cây này nhìn lá là vẫn bám thuốc rồi. Đấy. Trước mưa bão là mình cũng đã phun rồi đấy, cho nên là không nhìn thấy vấn đề gì cả. Các anh em mà chơi trước thì họ dùng những cái thuốc có thể cao cấp hơn nhưng mà mình khó nhớ tên đó. Thì khi nào mình dùng đến mình lại chia sẻ với các bạn sau. Còn ngoài kia nữa thì cũng gọi là thăm rồi cũng thấy khá ổn. À có một thông báo với các bạn như này nhé. Hôm qua thì mình vừa mới đăng cái thông báo lên cái chỗ mục giới thiệu của kênh của mình ấy, là kênh của mình lập ra ấy là để có thể là chia sẻ các vấn đề liên quan xung quanh đến cây cảnh và hoa cảnh, chia sẻ những kiến thức gì mà mình góp nhặt được trong cuộc sống để mình chia sẻ lên cho các bạn. Và lập kênh này ra là nhằm mục đích là như thế, và để làm những cầu nối để cho anh em mình giao lưu học hỏi lẫn nhau trong vấn đề là trồng lan hay trồng cây cảnh hay kỹ thuật về trồng lan, kỹ thuật về trồng cây cảnh. Đấy, cho nên là hôm qua mình mới đăng lên một cái chương trình là kênh của mình thì lập được từ ngày 15 tháng 4 vừa rồi, thì bây giờ mới được vào hơn 2 tháng. Thì hôm qua mình quyết định là đăng thông báo cho mọi người là mình sẽ dành ra một phần thưởng vào dịp là dịp này sang năm. Có thể là mình đoán như thế thôi chứ không biết là đạt có đạt hay không, nhưng mà mình sẽ đoán là tầm này sang năm, là nếu anh em mà cứ tốc độ đăng ký kênh ủng hộ
Mình ấy thì kênh của mình sẽ đạt được 1.000 người thì mình sẽ dành ra một phần thưởng bằng những món quà cho các bạn. Nên bây giờ mình thông báo lại trên đây cho nó đầy đủ hơn, vì trong cái giới thiệu của kênh ấy thì nó viết chỉ được 1.000 ký tự thôi, nhưng mà mình viết nó không đủ. Bây giờ mình làm cái clip này thì tiện đây thì mình lại nói thêm cho các bạn biết là mình sẽ dành ra những cái phần thưởng bằng những cái kỳ phi điệp mà mình kích hay là ươm, tự ươm trên thân. Thì cái này thì cũng chưa rõ, nhưng mà khi mà kỳ lên trên thân được ấy, vào mùa này sang năm ấy, nếu đạt 1.000 người mà có thể quay được trực tiếp thì mình sẽ tặng các bạn làm quà, gọi là tri ân các bạn đã ủng hộ kênh của mình, ủng hộ để chúng ta cùng giao lưu chia sẻ. Và mình sẽ dành tặng ra một nửa số kỳ của phi điệp tím trong vườn nhà mình là mà mình sẽ làm được và chăm sóc nếu thành công, dành tặng cho các bạn. Và trong đó mình sẽ, nếu mà những cây ám của mình mà có chỗ được hoa, có mặt bông mà đạt như là mà mình đặt hàng mua ấy, thì mình sẽ dành tặng ra 5 kỳ hàng ám, gọi là hàng cao cấp nhất trong vườn, để tặng các bạn một số bạn trong cái buổi, nếu mà thành công trong cái buổi phát trực tiếp ấy, mình sẽ làm ra một cái chương trình bốc thăm trực tiếp. Rồi cái chương trình bốc thăm thì đến hôm đấy mình sẽ, nếu có đến ngày đấy xảy ra thì mình sẽ giới thiệu kỹ càng hơn một cách công bằng và thực sự là công bằng với tất cả mọi người, và một cách ngẫu nhiên để cho dành những cái món quà đó để tri ân đến các bạn. Còn không thì mình cũng sẽ vẫn cứ tặng tất cả là 50% số kỳ mà mình sẽ làm được, trồng được kỳ trên thân nhé, để tặng cho các bạn là mới tập chơi. Còn những anh em mà chơi lâu rồi mà có vườn lớn rồi thì đến ủng hộ mình thì mình rất chi là cảm ơn các bạn. Nếu không lấy món quà đấy thì có thể các bạn lấy tặng cho người khác, hoặc là cho anh em nào mới tập chơi khác. Đấy, còn này mình thông báo như thế thì mình sẽ làm kênh để mình củng cố kênh của mình, để cho kênh có cộng đồng đông đảo, để chúng ta cùng chia sẻ nhiều các vấn đề về cái cảnh hay hoa. Thì mong các bạn ủng hộ kênh của mình, và chúng ta sẽ cùng giao lưu trao đổi trên kênh của mình. Các bạn cứ mạnh dạn, nếu đã vào kênh rồi thì mạnh dạn comment những cái vấn đề gì và trong những cái video mà các bạn đã xem ấy, với mình đừng có ngại gì cả. Mình thì không giới hạn bất cứ một lĩnh vực gì về comment nói chuyện, nên các bạn cứ yên tâm, không phải ngại gì cả. Đấy, thì đây thì mình mới sắm được khoảng độ 18 giò phi điệp như thế này thôi, nó chỉ như thế này thôi, nhưng mình nghĩ là nếu mà cái số lượng mà nó lên được thì chắc là thế nào cũng có một số kỳ. Nếu mà được ít mình sẽ dành cho tất cả, còn nếu mà được nhiều ấy, thì mình sẽ dành cho 50%. Đấy, mình sẽ để củng cố kênh của mình được lớn mạnh ấy, thì mình quyết định dành tặng phần thưởng cho các bạn, dành món quà cho các bạn như thế. Mình làm kênh này thì bằng danh dự và trách nhiệm mà là cao nhất, để phục vụ anh em, cho nên là mình cũng mong là cái tinh thần ủng hộ của các bạn và tinh thần của mình sẽ được giao lưu một cách nó toàn diện. Cho nên là nếu các bạn vào sau hay vào trước thì giới thiệu cho nhau biết, thì trên cái phần giới thiệu của kênh mình đã ghi rồi nhưng nó không đầy đủ đâu nhé, thì các bạn giới thiệu cho anh em và người thân biết đến kênh của mình, để mình được giao lưu nhiều các lĩnh vực.
Đấy, các bạn có thể là có vườn lớn, có thể là nếu muốn chia sẻ gì cho anh em thì mình có thể đến quay và chia sẻ kinh nghiệm của các bạn cho mọi người, hoặc là những mình biết chỗ nào mình sẽ quay cho các bạn mới tập chơi biết đến kênh của mình và chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã góp nhặt được trong cuộc sống về hai lĩnh vực đấy. Cho nên là mình muốn là chủ yếu làm kênh để giao lưu thôi. Bây giờ mình cũng giới thiệu với các bạn là mình cũng lớn tuổi rồi. Mình năm nay cũng là 45 rồi. Thì mình là tên của mình là Nguyễn Quốc Lâm, An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang. Đấy, cho nên là các bạn nếu không ngại gì thì cứ giao lưu với mình. Vào kênh của mình, ủng hộ kênh của mình và chúng ta sẽ giao lưu trong comment. Thì anh em chúng mình sẽ trao đổi và chia sẻ nhiều những kinh nghiệm cho nhiều người biết. Vì mình nghĩ cái trong cái góc độ trong cuộc sống ấy, thì trong những cuộc chơi nó có rất nhiều cuộc chơi. Nhưng mà tại sao mình lại chọn trong cái lĩnh vực chơi cây cảnh và chơi lan? Vì trong hai cái lĩnh vực này nó rất chi là lành mạnh, nó không như là đi chơi chơi cờ bạc hay là tụ tập nhiều các lĩnh vực mà có nguy hiểm cho xã hội khác. Cho nên là mình nghĩ là chơi lan hay chơi hoa hay chơi cây cảnh thì nó có rất nhiều cái lợi ích cho cuộc sống, nó làm tính của chúng ta nhẫn nại và cái tính chịu đựng bền lâu nó tốt hơn. Cho nên là mình sẽ quyết định mở kênh để làm video và chia sẻ những cái kinh nghiệm cho anh em và cho mọi người. Nên mình rất mong anh em và mọi người quan tâm đến kênh và ủng hộ kênh. Và mình làm một cái video ngắn ngắn thế thông báo tới anh em mọi người biết là nếu mà đến cái khi mà mình đạt 1.000 bạn đăng ký kênh ấy, mình sẽ dành ra những cái món quà để tri ân các bạn ấy. Thì mình sẽ thông báo trước cái ngày phát trực tiếp ấy 1 tuần để cho các bạn chuẩn bị vào để giao lưu và gặp gỡ nhau và trao đổi và được mình và mình được phép tặng quà các bạn để tri ân các bạn. Mong các bạn lưu ý và giới thiệu cùng với anh em mà các bạn biết để đến với kênh của mình, giao lưu với kênh của mình các bạn nhé. Thôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn trong những video ngắn nhất mà mình sẽ làm tới đây. Các bạn nhớ dí nút đăng ký và dí chuông để báo cho các bạn biết để xem video sớm nhất. Xin cảm ơn các bạn đã xem.